Tiến văn Thế Tôn vị xuất, ly đâu xuất, dĩ dáng vương cung, vị xuất mẫu thai, độ nhân dĩ tắc, thời như hà. Đế văn: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô văn, vạn lý thiên. Tăng văn: vị ly vị xuất mong khai thị, dĩ ly dĩ xuất sự nhược hà. Đế văn: văn tâm nhạc đảnh đô lô bạch, thủy đáo kiêu tương nhất giảng thanh. Tăng văn: tể lai sơn sắc tình, vân khứ động trung minh, vi thẩm ma ẩn hiểm nhất như. Đế văn: trừ thị nhã gia chân biết tử, thùy nhân cảm hướng lý đầu hành. Tăng văn: cổ kim vô dị lộ, đạt giả cộng đồng đồ, bệ hạ tương vị đắc đạo độc Thế Tôn Ma. Đế văn: xuân vũ vô cao hạ, hoa chi hữu đoạn trường. Tăng văn: nhân nhân bổn tự, nhân nhân cụ, cá cá nguyên lai, cá cá viên, vi thẩm ma Thế Tôn nhập sơn tu đạo. Đế văn: kiến vị bất bình khai bảo giáp, dược nhân liệu bệnh xuất bình xuất kim bình. Tăng văn: nhãn trung hưu trước tiết, nhục thượng mạc uyển thương, đắc ư học nhân phần thượng, hữu tu chính ma. Đế văn: lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân phước tụ bổn vô tâm. Tăng vô ngữ: đế văn, mạc vị vô tâm vân thị đạo, vô tâm du cách nhất trùng quan. Tăng văn: tư tâm ký vô, quán thẩm ma tác trùng quan. Đế trùng văn: lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bổn vô tâm. Tăng vô đối: đây là cái bản chữ Hán qua cái bản dịch. Ngữ lục vấn đáp. Một hôm vua Trần, vua tức là Trần Thái Tông, đến thăm chùa Chân Giác. Giác là giáo, Chân Giáo, Chân Giác, Chân Giáo
có vị tăng tên Đức Thành, người nhà Tống hỏi: Thế Tôn chưa rời Đâu Xuất đã giáng sanh vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ, độ người đã xong là ý nghĩa thế nào? Vua đáp: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đó là đối đáp thiền đó. Quý vị nghe dễ hiểu không? Câu hỏi của ông á, nói rằng Thế Tôn chưa rời Đâu Xuất đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ, độ người đã xong là ý nghĩa thế nào? Thì câu hỏi nó dễ hiểu chưa? Bởi vì đây là dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có chỗ nói Đức Thế Tôn chưa ra đời, chưa có giáng sanh vương cung mà độ người đã xong, hay là nó chưa có ra rời Đâu Xuất mà đã giáng sanh vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong. Thì nghe cái câu đó đó, bây giờ ông Tăng Đức Thành ông đang ra hỏi Phật như vậy là ý nghĩa thế nào? Thì nhà vua đáp: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đáp hay không? Như vậy thì ý nghĩa thế nào? Đó là những cái mà tôi nghĩ nếu không có chịu khó giải thích ra thì tất cả quý vị đọc thì cứ đọc mà khỏi hiểu, phải không? Mà khỏi hiểu chắc tốt. Khó hiểu mới là thiền, chứ hiểu cho mất thiền, phải không? Nhưng mà mình tu thiền thì không hiểu thì còn có cái nghĩa thiền, còn người không tu thiền nghiên cứu mà không hiểu thì có thể là cái tai họa. Do đó cho nên đây tôi phải chịu khó giải thích cho quý vị thấm nhuần được cái ý nghĩa sâu của câu hỏi và cái ý nghĩa thâm trầm của lời đáp. Khi mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Phật chưa rời cung trời Đâu Xuất mà đã giáng sanh trong vương cung vua Tịnh Phạn, chưa ra khỏi thai mẹ, tức là chưa ra khỏi thai mẹ bà Ma Gia Phu Nhân, thì ngài giáo hóa đã xong. Thì nói vậy làm sao mình hiểu đây? Chưa rời trên kia làm sao đã có mặt dưới này? Mà chưa ra khỏi thai mẹ thì làm sao mà mình giáo hóa đã rồi? Thì đó là một vấn đề rất là khó hiểu. Nhưng theo ý kinh để nói rằng tất cả chúng sinh cũng như chư Phật đều có cái thể pháp thân bất sanh bất diệt. Mà thể bất sanh đó, thể pháp thân bất sanh bất diệt đó không có đến, không có đi, nhưng mọi việc đều đã an bài, tức là đều đã xong xuôi. Cho nên nói rằng chưa có rời cung trời Đâu Xuất mà đã đến vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong, đó là để chỉ cho cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa là cái thể pháp thân bất sanh bất diệt ai cũng có. Thể pháp thân này chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên không có đến, không có đi, nhưng mà mọi việc đã xong. Vì vậy nhà vua mới đáp bằng hai câu thơ: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Nghĩa là sao? Bởi vì trên hư không chỉ có một phần trăng, phải không?
Nhưng mà ở dưới thế gian này có ngàn con sông thì có cái gì? Ngàn bóng mặt trăng hiện. Ngàn bóng mặt trăng hiện thì đó là để biểu trưng cho cái hóa thân. Còn một mặt trăng trong hư không là để biểu trưng cho cái pháp thân. Pháp thân không có nhiều, mà hóa thân thì tùy duyên ứng hiện. Đó. Thì như vậy câu đó, ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Trời có muôn dặm không? Trời thì không có muôn dặm, nhưng chỗ nào có mây thì thấy trời bị ngăn cách, chỗ nào không mây thì thấy trời có cả ngàn dặm. Đó. Như vậy thì trời không phải là hai, nhưng tùy cái sự che đậy của mây mà thấy trời có ngắn, có dài, có gần, có xa, phải không? Như vậy thấy trời gần, trời xa, trời ngắn, trời dài là do mây. Chứ trời không có gần, không xa, không ngắn, không dài. Đó. Thì như vậy trời là để dụ cho cái pháp thân, còn mây tan nhiều ít để dụ cho cái quá thân, tùy duyên mà thấy có lớn có nhỏ sai biệt. Thì như vậy hai câu trả lời này để nói rõ rằng Phật giáng sanh ở vương cung hay là đi giáo hóa người, đó là Phật hóa thân, phải không? Còn Phật pháp thân là vẫn nguyên vẹn, vẫn sẵn đủ, chưa có bao giờ đến đi. Mà không đến đi thì việc gì cũng đã xong hết rồi, chứ không phải đợi có ra đời rồi mới giáo hóa xong. Đó là cái ý nghĩa của cái câu hỏi và cái ý nghĩa của cái câu đáp. Cái đó quý vị có dễ lãnh hội không? Dễ hay khó? Rồi giờ tới câu hỏi thứ hai. Tăng hỏi: Chưa rời cung, chưa ra đời đã được chỉ dạy, đã rời cung, đã ra đời việc thế nào? Thì như vậy ngài chỉ dạy đó là chỉ dạy lúc Đức Thế Tôn chưa rời cung trời đôi xuất, chưa ra khỏi thai mẹ. Bây giờ sau khi, tức là đã rời cung trời đôi xuất, đã ra khỏi thai mẹ rồi thì giữa tên sao? Ông Tăng ông hỏi cũng điên cái đầu. Vừa đáp: mây xanh đảnh núi toàn màu trắng, nước đến tiêu tương một dáng trong. Nghĩa là sao? Cái này là đã ra đời, đã giáo hóa thì giữa tới thế nào? Thì mây xanh đảnh núi toàn màu trắng. Mây xanh ở trên đảnh núi thì mây chỉ là một màu trắng thôi. Tuy mây nó có nhiều cụm, nhiều án mây này, án mây nọ, nhưng cũng là một màu trắng. Còn nước sông Tiêu, nước sông Tương ở bên Trung Hoa, khi nó chảy lại giáp nhau thì chỗ đó dòng sông sâu, cho nên nước nó lóng thành nước trong hết. Hai dòng tuy khác nhưng tới chỗ cứu kính đều trong. Thì quý vị thấy ở trên thì lấy cái thể mà nói, ở dưới này lấy cái dụng mà nói, phải không? Cái dụng là gì? Tức là mây. Mây thì là cái tướng sinh diệt, tuy tướng sinh diệt khác nhau nhưng đồng màu, phải không? Nước dòng sông Tiêu khác, dòng sông Tương khác, nhưng mà đến chỗ đó rồi cũng đồng màu sắc. Thì như vậy tuy rằng có đã giáng sanh ở vương cung, đã ra đời giáo hóa, nhưng mà cái thể nó cũng không có hai. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy cái trả lời khéo léo của ngài. Ở trên
thì nhắm thẳng về mặt trăng, về bầu trời, đó là cái thể. Rồi cái dụng là cái hóa thân tùy duyên ứng hiện. Còn trên dưới này, cái hóa thân tùy duyên ứng hiện có khác trăm ngàn thứ, nhưng cái thể cũng không hai. Đó là hai cái câu trả lời rất là khéo. Rồi tới cái câu hỏi thứ ba của ông hỏi. Tăng hỏi: mưa tạm sắc núi sáng, mây đi trong động ngời, vì sao ẩn hiểm như một? Câu hỏi này dễ hiểu không? Mưa tạm sắc núi sáng, mây đi trong động ngời, nghĩa là trên cái những cái ngọn núi xung quanh mình, nghĩa là khi sắp mưa thì mù mịt, đến khi mưa tạnh rồi thì cái núi nó hiện rõ ràng đó. Cho nên sắc núi sáng, mây đi trong động ngời, tới mây che thì trong các cái cửa hang động nó tối, còn mây mà đi qua rồi thì cửa hang động nó sáng. Như vậy thì khi mây che thì cái cửa động tối, khi mây tan thì cửa động sáng, có tối có sáng rõ ràng. Cũng như khi mưa thì núi nó bị phủ mù mịt, khi mưa tạnh thì núi nó hiện rõ ràng. Thì hai cái nó có khác nhau, phải không? Đó là khi mưa và khi tạnh, núi nó có hai cái hiện tượng khác. Khi mây che, khi mây tan, cửa động có hai cái hiện tượng khác rõ ràng. Tại sao mà nói ẩn hiển như một? Trong kinh nó nói ẩn hiển không hai đó. Như vậy là sao? Hỏi câu này dễ trả lời không? Thành ra những cái câu hỏi rất là cay, nếu mà mình không có khéo thì không làm sao đáp nổi mấy câu này. Thì vua đáp: trừ người quả thật con ta đó, ai kẻ bạo chân vào đường này. Cái lý ảnh hiển không hai đó đó, trừ cái người thật là con trong nhà thiền thì mới thấy được cái đó, chứ còn ai là kẻ khác không dám bước chân vô đây đâu. Cái lý ảnh hiển không hai chỉ là con nhà thiền mới thấy, chứ còn những cái người ở bên ngoài không có ai hiểu được cái đó đâu. Ngài nói rõ rồi. Cho nên ai kẻ bạo chân vào đường này, trừ người quả thật con ta đó, ai kẻ bạo chân vào đường này. Như vậy thì ảnh hiển như một là chỉ cái người đạt đạo rồi mới thấy rõ điều đó, chứ người chưa đạt đạo thì lúc nào cũng thấy là hai, phải không? Còn người đạt đạo rồi chừng đó mới thấy cái lẽ không hai. Tăng hỏi thêm, tăng hỏi: xưa nay không lối khác, người đạt cùng chung đường, bệ hạ có nhận riêng thế, có nhận riêng Thế Tôn đắc đạo chăng? Thì trong kinh nói xưa nay không lối khác, người đạt cùng chung đường, đó là chỉ cho nghĩa là cái chỗ chân thật đó xưa nay không có đường lối nào khác, ai đạt đạo cũng đi cùng con đường đó. Mà đã không lối khác, cùng một đường như vậy, tại sao nói riêng Thế Tôn được đạo? Thì ai cũng lối đó, ai cũng đường đó thì ai cũng được đạo, tại sao riêng Phật mới được? Ở vậy bệ hạ có nhận riêng Phật được không? Thì Ngài trả lời, vua đáp: mưa xuân không cao thấp, cành hoa có ngắn dài. Hay tuyệt, hay tuyệt. Nghĩa là mình sẽ không ngờ những câu trả lời như vậy. Mưa xuân không cao thấp, trời mưa thì nó bình đẳng, không cao thấp, nhưng mà cành hoa có ngắn dài. Cành hoa nó có ngắn có dài, cho nên có hứng nước mưa có nhiều và ít khác nhau. Khác nhau tại cành hoa chứ không phải tại mưa. Thì như vậy mưa đó là chỉ cho cái gì? Cũng như ở trên nói rằng xưa nay không lối khác, người đạt cùng chung đường, đó là nói cái gì?
Bởi vì tất cả chúng sinh cùng một thể, cùng một đồng có tánh giác. Đã đồng có tánh giác thì đâu riêng gì Phật đắc đạo, phải không? Thì ai có tánh giác thì người đó cũng có quyền đắc đạo. Nhưng mà tại sao chỉ nói Đức Phật Thế Tôn mình đắc đạo thôi, mà chúng ta không ai dám nói đắc đạo hết vậy? Đã có tánh giác sao không có quyền đắc đạo? Sao vậy? Thì tánh giác đó ở đây nói mưa xuân không cao thấp, dùng cái mưa nó là chung, phải không? Chứ không có riêng ai. Nhưng mà tại cành hoa có cành ngắn, cành dài, cành nhỏ, cành lớn, cho nên cái hứng mưa, hứng sương nó khác nhau. Mà ta lại khéo như vậy. Cho nên khi mà mình đọc mấy cái này mới thấy cái nhìn của các ngài vừa là thi vị mà vừa là tường tận cái ý nghĩa. Tăng hỏi: người người vốn tự người người đủ, mỗi mỗi xưa nay mỗi mỗi tròn, vì sao Thế Tôn vào núi tu hành? Hỏi thật là cay. Người người vốn tự người người đủ, mỗi mỗi xưa nay mỗi mỗi tròn, tức là trong các cái vị thiền sư hay là trong cái kinh Đại Thừa luôn luôn nói là ai ai cũng vốn tự đủ hết, ai ai cũng vẫn tròn đầy. Tự đủ cái gì, tròn đầy cái gì? Cái tánh giác ha, ai cũng đủ, ai cũng đầy. Mà đã đầy đã đủ rồi vì sao Thế Tôn vào núi tu hành? Đầy đủ rồi thì cứ hưởng đi, cứ nhận đi, còn vào núi tu hành chi nữa? Cái ý câu đó đó là hỏi như vậy. Ở đây Đức Phật dạy, ngài dạy vừa đáp: kiếm vì bất bình mở hộp báo, thuốc do trị bệnh ra khỏi bình. Kiếm quý để trong cái hộp ngọc hay là cái hộp nhà, mà bây giờ vì bất bình tại thiên hạ họ có những cái gian dảo hung ác, cho nên mới dở hộp lấy cái kiếm ra để làm gì? Để trị những cái kẻ hung ác đó. Cũng như thuốc nó nằm sẵn trong cái bình vàng, nhưng bây giờ tại vì bệnh chúng sinh cho nên mới trút ra để mà trị bệnh. Như vậy thì nên là không phải cây kiếm do có giặc mới có kiếm, mà kiếm đã sẵn ở trong cái hộp ngọc rồi. Cũng như không phải có bệnh mới có thuốc, mà thuốc đã nằm sẵn ở trong bình vàng rồi. Thì như vậy mấy cái đó đều sẵn hết, phải không? Nhưng mà vì muốn lợi ích cho người, buộc lòng phải dỡ hộp, mở hộp lấy kiếm ra, mới mở bình trút thuốc ra trị. Thì như vậy ai ai cũng sẵn, ai ai cũng đủ, nhưng mà vì muốn lợi ích cho chúng sinh Thế Tôn mới đi tu. Quý vị dễ hiểu không? Thành ra cái đó là cái đặc biệt. Chứ cũng như mình bây giờ có nhiều người lại hỏi thấy trong kinh nói ai ai cũng có tánh Phật, ai ai cũng có khả năng thành Phật, thì quý thầy đã có tánh Phật, đã thành Phật rồi, tại sao quý thầy đi tu làm gì? Thì mình phải hiểu cái ý đó. Cho nên dùng cái câu kiếm vì bất bình mở hộp báo, thuốc do trị bệnh ra khỏi bình. Như vậy thì kiếm ra, kiếm mở hộp báo, thuốc ra khỏi bình là vì trị bệnh, vì cứu dân, chứ không phải là nó mới có, nó đã sẵn rồi. Nhưng mà muốn có lợi ích cụ thể thì phải có cái hiện ra ngoài như vậy. Cũng như thế, Phật đã đủ hết tánh giác và tròn đầy cái thể bất sanh bất diệt, nhưng mà muốn cho mọi người được lợi ích, biết trở về cái tánh giác đó, Phật phải đi tu.
vào núi mà tu hành. Tăng hỏi: trong mắt thôi để bụi, trên thịt chớ khoét thương, trên phần người học có tu chích không? Mấy câu hỏi, nghe câu hỏi cũng đã khó rồi, đừng nói là trả lời, phải không? Con mắt thôi để bụi, trên thịt chớ khoét thương. Con mắt mình nó đưa mạnh như vậy, lượm bụi để vô thì sao? Thì nó sớm. Trên thịt lành mà giờ khoét một chút thì có đau không? Như vậy thì con mắt không có bệnh thì để cho nó khỏe đi, để bụi vô làm chi? Thịt lành thì để nó khỏe đi, khoét thương làm chi, phải không? Nhưng mà như vậy thì nó đã sẵn, đừng làm thêm cái gì nữa. Như vậy thì trên phần người học có tu tiến không? Trên phần người học có tu tiến không? Quý vị hiểu câu đó không? Nghĩa là mình đã sẵn có tánh giác, mình đã sẵn có chân tâm, chân tâm tánh giác đã sẵn thì tu chi có thêm việc. Cũng như con mắt đã lành bỏ thêm bụi, như thịt lành khép thành vết thương, phải không? Như vậy thì cần tu hay không? Nhà trả lời: nước chảy xuống non đâu có ý, mây bay qua núi vốn không tâm. Nghĩa là sao? Như vậy thì câu trả lời này có lạc đề không? Nước chảy xuống non đâu có ý, mây bay qua núi vốn không tâm. Quý vị thấy sao? Nước chảy từ trên núi xuống ầm ầm, tuy chảy ầm ầm nó có ý chảy không? Nước chảy là chảy chứ không có ý. Còn mây nó bay từng đợt qua núi, mà nó có cái tâm rằng mình che núi chơi không? Không. Đó. Như vậy thì nước chảy mây bay là để nói cái gì? Để nói cái phần tu chính. Tu chính thì chẳng phải không, mà thêm cái câu gì đó tổ nói nhiễm ô thì không thể được. Đó, thấy quá hay, phải không? Tu chính thì chẳng phải không, nhưng mà nhiễm ô không thể được. Không ý thì sao nhiễm ô? Không tâm thì sao nhiễm ô? Thì mình thấy như là vừa là trung thành với Phật, với Tổ, và vừa là một câu văn nên rất là nên thơ. Hai cái hình ảnh nước trên núi chảy xuống, mây bay qua núi, hai cái đó đều có hành động hết, phải không? Có động tác mà không tâm, không ý. Thì như vậy tu chứng chẳng phải không, nhưng mà trong cái tu chứng đó nó không có ý mà để dính mắc cái tu chứng. Cho nên lời của Mã Tổ, hay không phải lời của Lục Tổ, nói với ai? Nói với ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, phải không? Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng nói làm sao? Rồi Mã Tổ nói làm sao? Lục Tổ hỏi ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng rằng: ông từ Tung Sơn đến đây có mang vật gì đến, phải không? Thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng nghe câu hỏi đó cứ bí trả lời được. Vô chúng ở 8 năm, 8 năm vậy phát minh được cái ra Bạch Hòa Thượng mới trả lời được. Trả lời sao? Nói một vật tức chẳng trúng. Thế ngài liền hỏi: có tu chứng chăng? Thì Nam Nhạc Hoài Nhượng mới trả lời: tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được. Đó, cái câu đó là cái câu thiết yếu đó. Thì vậy tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được. Thì cái mây bay nước chảy có bay có chảy không, mà
không ý cho nên nhiễm ô không thể được. Tuy nước chảy xuống non mà không có ý, mây bay qua núi vốn không tâm. Thì như vậy bay và chảy là hai cái động tác nó có hiển tiền, nhưng mà cái ý không dính, không mắc. Thì cũng như vậy, tất cả chúng ta đều có cái tánh giác sẵn, không cần phải tìm kiếm ở đâu. Nếu khởi cái tìm kiếm thì giống như để bụi trong con mắt, giống như khoét thịt để thành vết thương. Tuy nhiên như vậy mà trên cái phần tu chứng không phải chẳng có. Tại sao? Bởi vì tu chứng làm cái phương tiện để làm hiển bày cái sẵn của chính mình, chứ không phải có cái ý dính mắc ở cái chứng cái đắc. Cho nên mới dùng cái hình ảnh nước chảy xuống non đâu có ý, mây bay qua núi vốn không tâm. Nó hay như vậy đó. Thành ra ông Đức Thầm tới đây im lặng. Im lặng thì vua nói: chớ bảo không tâm đây là đạo, không tâm còn cách một lớp rào. Ngài bởi vì ở trên ngài dùng cái từ mây bay qua núi vốn không tâm đó, sợ e ông chấp chỗ không tâm đó, cho nên ngài mới nhắc lại lần nữa: chớ bảo không tâm đây là đạo, không tâm còn cách một lớp rào. Câu này có ai? Tức là trường xa cảnh sầm. Trường xa ngày nói câu đó. Thì ông này ông nghe nói vậy cái ông bẻ lại liền: tăng thưa, nơi tâm đã không, nói gì là một lớp rào. Đã nói không tâm mà không, thì không tâm tức là nơi tâm đã không, rồi đã không thì nói gì là một lớp rào. Đó, ông bẻ lại. Thì ngài liền đáp, vừa đáp: nước chảy xuống non đâu có ý, mây bay qua núi vốn không tâm. Thì như vậy nói là một lớp rào, đó là chỉ cho cái chấp của người. Nếu còn chấp thì còn mắc kẹt, nếu mà không tâm không ý thì còn gì nữa chấp. Không chấp thì có gì kẹt mà nói một lớp rào. Ngài lặp lại cái câu trên. Ông Tăng nghe lặp lại thì ông bí luôn, hết đối đáp. Như vậy thì qua cái đối đáp này quý vị thấy sao? Giả sử có ai tới hỏi mình những câu này mình trả lời được không? Được không? Chắc là lúc đó mình cứ kêu là ngậm ngọc mà đáp không nổi. Mà ngài vừa đáp được cái ý rất là sâu, đồng thời cái văn thơ cũng hay luôn, phải không? Cho nên thiền sư Việt Nam vừa là thạch thà vừa là thi vị. Nói rõ cái ý nghĩa mà rất là thi vị. Đó là một cái phần của ngài Trần Thái Tông đối đáp. Thành mới kể đối đáp với ngài ít